Cái này mình quen rồi. Cái này là kêu bằng anh nhắm mắt anh nào cũng được. Đâu cần nhìn đâu. Ôi biết rồi, bao nhiêu năm rồi, quen, ai quen cái gì. Cái đầu nó cái nó phải đồng nghề vậy à, móc vô cái đó là mình bẻ nó lại bẻ lại mài cho bén luôn. Đầu nghề không này phải cũng có đầu nghề đầy đủ mới làm được. Ngày này là đi hồi năm 12 tuổi á, hồi nhỏ là đã làm rồi. 12 tuổi là ông già ông chỉ là làm lần lần rồi đó. Nó loại tôm này nó thông minh lắm, nó biết trời là trời bão trời không bão luôn. Câu tôm là biết liền, những tí bữa nào mình câu có bệnh ngàn ký ký mấy là bình thường, mà bữa nào mà kéo là 3-4 ký rồi đó là bão không, là bão tới hay là cái gì đó hay à. Lúc cái kiểu như là nó tranh thủ ăn mồi phải ăn á, rồi ông nó ăn một bữa đó xong phải không à. Ngày mai bữa không có gì hết là bắt đầu nước đổ xuống này và bão nó tới liền à. Vậy hay lắm. Thì là cái quy một đường này gần 400 lưỡi câu không? 400 400 luôn không? Có đường 400 à. Hai đường 800 giờ ít rồi, năm nay làm ít rồi. Còn năm trước là đường câu là mỗi một khúc như vậy là 500 tới 500 mấy câu là 1.000 mốt lưỡi á, 1.000 mốt á. Giờ là mình biết rồi, giờ đó mình cũng chưa có ấy, mình làm câu dài tí cứ nó ở con khúc đó à, tự nhiên không nhiêu câu đây mình bổ vô khúc đó thôi là nó có cái đầu, còn một khúc nữa nó bổ lọt ngoài kia không có. Thì thôi giờ mình biết rồi, hiểu rồi thôi, thôi. Bớt nó khỏe mình. Tôm ngày xưa nó khác, à, nó nhiều hơn phải không? Nhiều hơn, giờ nó ít hơn, nó dồn cục không à. Thôi mình bớt ra, dồn lại cục đó thôi. Nó có là nó có cục đó là được rồi. Là mình về mà ít là mình khỏe nữa. Mình về chơi thì khỏe. Kia không anh? Lát tối bữa nữa không cần bữa trùng luôn không? Cái con nào cũng mắc đỏ ta. Mắc đỏ kìa. Thank you.
cái gì nó cũng không được ngon lên. Con nào mà càng xanh mà nó càng vàng càng lửa mà càng lửa không con càng lửa là nó ngon quá mình càng lửa là ngon nhất. Con này bự đã này. Con cá cấu có nhiều con nó bự lắm anh. Bự. Ký ha. Có ký chứ mấy con có. Ký á. Trời mưa cái tối lẻ ha. Tại còn chín mưa nè. Tối. Nhưng mà ông mưa tạm trời tương đã. Luôn để tối anh. Đó, có một con này bự à. Wow, đã. Rồi giờ để nó xảy. Đi dập nhiều luôn. Quay nha. Quay nha. Oh. Đà. Rồi. Nghe luôn này tôm dữ à.